Thì lúc nãy có trình bày tụi em là một cái giải thuật đơn giản về cái mã hóa dùng khó đối xứng, và cụ thể cái tên nhóm giải thuật đó người ta gọi là cái substitution cipher. Thì cái nhược điểm của dùng cái substitution này, tức là dùng cái sự thay thế cái từ, là nó bảo tồn cái tính chất của ngôn ngữ. Mà khi bảo tồn tính chất ngôn ngữ như vậy á, thì người ta có thể tấn công bằng cách là dùng thống kê hay dùng các địa điểm ngôn ngữ để mà bẻ hay để giải mã. Thì có cái nhóm giải pháp mà nó phức tạp hơn tí à, thì người ta gọi là cái block cipher. Thì block cipher như thế nào, tức là thay vì nó xử lý các cái message như những cái từ, thì nó chia cái message thành những cái block, những cái khối mà nó tính mức độ là bit, và nó xử lý trên cái bit đấy. Thì đối với cái DS chẳng hạn, nó là một cái chuẩn của Mỹ từ năm 1993 thì vậy. Ở đây 1993. Thì nó là Data Encryption Standard của Mỹ. Thì cái này nó chia theo cái block là kích cỡ là 64 bit. Và cái chìa khóa nó dùng á là 56 bit khóa đối xứng. Cái giải thuật này nó khá phức tạp. Mình sẽ trình bày ở cái slide kia. Tuy nhiên á, nó an toàn như thế nào? Thì với cái mức độ khó như thế này, và người ta nói là mình không nhớ chính xác, nhưng mà nếu dùng cái máy tính mà giá trị 1.000 đô hay nhiêu đó, thì nó có thể là xử lý được cái khó này trong vòng 1 ngày. Ta dùng tấn công là bất cả. Nếu mà một cái giải thuật mã hóa mà bị bẻ khóa trong vòng 1 ngày thì coi như là nó không an toàn nữa. Các bạn có thể 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 nắm như vậy. Và cái thời điểm này mà đưa ra nhận định này là mình nhớ là năm 2007, còn bây giờ là năm 2021. Tức là cái năng lực tính toán của các máy tính bây giờ nó cũng khác xa gấp nhiều lần hồi xưa rồi, chứ không phải như bây giờ. Như vậy là cái này coi như là được xem là coi như không an toàn nữa rồi. Và cái đặc điểm của cái giải pháp mà dựa trên cái mã hóa theo block á, theo khối á, thì nó không tấn công được bằng cách là phân tích hay là dùng thống kê, tại vì nó xử lý từ mức bit trở lên. Thì như vậy là để mà làm cho cái DS nó an toàn hơn, người ta làm như thế nào? Thì nó có một cái giải pháp gọi là cái triple DS. Thì nó dùng mã hóa và giải mã là 3 lần, và dùng ba cái chìa khóa khác nhau, dùng ba cái chìa khóa khác nhau. Thì cái quy trình thế này, đầu tiên nó lấy cái thông điệp đó, nó bỏ vào cái giải thuật mã hóa, và dùng cái chìa khóa thứ nhất, nó lấy kết quả của cái bước thứ nhất, nó chạy cái giải thuật giải mã, dùng chìa khóa thứ hai, nó ra một sản phẩm. Rồi nó lấy cái sản phẩm đó, nó bỏ vào cái giải thuật mã hóa lần nữa và dùng cái chìa khóa thứ ba. Như vậy nó làm 3 lần như vậy để mà tăng cái độ phức tạp lên, gọi là triple DS. Đây là cái quy trình ha. Cho em thấy là bức tranh tổng thể thôi chứ không phải chi tiết, là cái cách mà DES nó hoạt động như thế nào. Thì bắn cái đầu vào của nó là sẽ là 64 bit, block là cái đầu vào, và cái key này á là 56 bit. Thì cái dữ liệu đầu vào nó chia thành 2 nửa, nó lấy bên trái nó bỏ vào bên phải nó bỏ vào bên trái. Thì quá trình này người ta gọi là hoán vị. Không vậy. Rồi. Từ 56 bit của cái khóa này, thì người ta lấy ra một cái khóa đầu tiên 48 bit. Nó lấy 48 bit. Rồi nó lấy cái phần bên trái, nó trộn với phần bên phải, nó trộn với key. Nó ra được một sản phẩm là 32 bit. Nó bỏ vào bên phải. Nó lấy ô bên phải, nó bỏ vào bên trái. Rồi nó tiếp tục nó lấy cái key thứ hai, tức là cùng một một cái một quy tắc để nó lấy những cái key từ 56 bit đó. Rồi có tương tự
À, nó lấy bên trái, bên phải, nó trộn với kỳ, nó bỏ vào phía bên phải. Rồi nó lấy bên phải nó bỏ vào bên trái. Nó làm như vậy 16 vòng. À, từ trời xuống nghe là 16 vòng. À, thì ra là kết quả là trái và phải, và nó hoán vị lần cuối. À, thì cái quá trình này là quá trình mà mão họ, thì giải mã nó đi quy trình ngược lại. À, thì nó nôm na là quy trình này nó đối xứng là tương tự như vậy. À, thì với quy trình như thế này mà các bạn thấy là cái máy tính nó xử lý trong vòng một ngày là xong, nó giải mã được. À, thì vì cái DES á, à, nó không còn an toàn nữa. À, do đó là vào năm 2001 thì ở Mỹ người ta đề xuất ra là cái giải pháp là Advanced Encryption Standard, tức là bản nâng cấp của cái DES này. À, nó trở thành một cái chuẩn của Mỹ. À, NIST là cái tổ chức mà quản lý các cái chuẩn của Mỹ đấy. À, National Institute of Science and Technology thì vậy, tên nó là vậy. À, và cái block nó tăng lên ha, thay vì block là 64 bit thì cái block ở đây là 108 bit. Và khóa thì thay vì 56 thì nó có nhiều lựa chọn. À, 128, 192 hay 256, tức là tùy vào độ phức tạp mà mình có thể là tăng giảm cái chìa khóa. À, và người ta nói thế này, mức độ an toàn của nó được đánh giá thế này. À, nếu chúng ta có một cái hệ thống máy tính, à, mà hệ thống máy tính đó, à, có thể giải mã cái giao thức DES này trong vòng 1 giây. À, lúc nãy mình nói là 1 ngày nha. Hôm nay nó nói là nếu mà cái hệ thống máy tính đó giải mã được cái DES này trong vòng 1 giây thì cái hệ thống máy tính đó mà dùng để giải mã cái AES này nó sẽ mất là 149 ngàn tỷ năm. À, mất 149 ngàn tỷ năm để giải mã cái AES. À, thì nói nôm na là thế này, 1 tỷ năm là lớn rồi đúng không, còn trillion tức là ngàn tỷ năm, à, thì nó lớn rồi. À, thì với cái mức độ mà an toàn như vậy, à, thì có thể hiện nay có thể xem là an toàn, sử dụng được. Và sắp tới là máy tính nó ra những cái thế hệ mới như thế nào đó thì chúng ta không biết, à, nhưng mà hiện nay với cái con số đó có thể xem là an toàn rồi. Thì vừa rồi giới thiệu qua tụi em ha, cái gọi là cái giải pháp là mã hóa mà dùng khóa đối xứng. À, mình có cái substitution cipher và block cipher, và block cipher mình có cái DES và cái AES. À, các bạn có thắc mắc gì về về cái phần này không? À, 149.000 tỷ năm là xem như an toàn rồi đúng không? Chắc là không có thắc mắc gì nữa nhỉ. Rồi, nếu không thắc mắc gì chúng ta tiếp tục ha. À, lâu lâu mình phải dừng một tí, là lý do thế này, tại vì khi mà mình bật chế độ trình chiếu á, thì tụi em gõ cái message vào là mình không có đọc được. Nào, thỉnh thoảng mình cũng bật qua bật lại xem thử có câu hỏi gì không ha. Thì cái vấn đề của cái mà những giải thuật mà dùng cái khóa đối xứng á, thì vấn đề trao đổi khóa, à, tức là giữa bên gửi và bên nhận làm sao mà có được chung một cái chìa khóa để mà vừa giải mã vừa mã hóa, à, thì đó là một vấn đề lớn. Do đó là người ta nghĩ ra một cái giải pháp khác, à, người ta gọi là public key cryptography. À, thì nếu mà dịch tiếng Việt nôm na có thể là cái mã hóa mà khó công khai, à, nôm na là vậy. À, nhưng mà nguyên tắc chung thế này, tức là nó dùng hai chìa khóa thay vì dùng một chìa khóa và vừa dùng để khóa và dùng để mở. À, thì ở đây dùng hai chìa khóa. À, thì hai chìa khóa nó có đặc điểm như thế này. Một chìa khóa gọi là public, tức là công bố ra hết cho mọi người đều biết cái chìa khóa đấy. À, năm nay là ai cũng có biết chìa khóa này, do đó nó gọi là public là vậy. À, còn cái chìa khóa thứ hai là không chia sẻ cho ai hết. À, của mình thì mình cứ giữ không chia sẻ cho ai hết. À, thì cái quan hệ đặc biệt của hai chìa khóa này ở chỗ là nếu chúng ta dùng một cái chìa khóa để mã hóa thì cái chìa thứ hai sẽ dùng để giải mã. Giả sử nếu chúng ta dùng cái public key để mã hóa thì chỉ có thể dùng cái private key này để giải mã. Và ngược lại, nếu mà dùng cái private key này để mã hóa thì chỉ có thể dùng cái public key này giải mã. À, thì hai cái chìa khóa này nó có một quan hệ đặc biệt như vậy.
Như vậy khi mà sử dụng thì một cái chìa khóa được công bố ra bên ngoài, còn chìa khóa là cứ người sở hữu là giữ riêng đó, ông chị sẽ trả hết. Đó. Thì cái quy trình nó như thế này ha, nếu chúng ta nhìn kỹ cái quy trình, chúng ta có một cái thông điệp plain text, mã hóa bằng một cái khóa ở đây tạm thời là cái K cộng B, viết tắt K cộng này có nghĩa là public. Và khi bóp mà muốn muốn đọc thì bóp phải giải mã, thì giải mã là bóp với dùng một cái chìa khóa khác, mà chìa khóa này là dùng cái K trừ, tức là cái khóa private của bóp. Như vậy là Alice muốn gửi thông điệp cho bóp mà dùng cái public key thì Alice phải dùng cái khóa công khai của bóp để mã hóa, thì vì ai cũng biết hết, do đó là Alice sẽ biết. Và chỉ bóp mới có cái private key này, do đó chỉ bóp là người duy nhất có thể mở được cái thông điệp đó. Như vậy quá trình này thì không cần phải 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 dùng một cái chìa khóa để mã hóa vậy, nhưng mà thì đây là một cái quy tắc, quy tắc, và nó có một cái giải thuật mà phổ biến hiện nay là cái RSA. RSA, để xem thử RSA như thế nào ha. Thì nó có một số cái chi tiết về toán, thì mình có thể bỏ qua, các bạn có thể đọc thêm, vì nó cũng không nằm trong ngành của mình ha, mình chỉ quan tâm ở chỗ này. RSA hoạt động như thế nào? Thì đầu tiên là nó chọn hai con số nguyên tố B và Q, và hai con số rất lớn nha, con số lớn. Chiều dài của mỗi con số là 1024 bit. Lưu ý là trong Java chẳng hạn ha, con số mà long integer là biểu diễn con số lớn nhất nó chỉ là 64 bit thôi, còn con số này là 1024 bit, là con số lớn kinh khủng. Rồi nó chọn một cái giá trị n bằng b nhân q, và một giá trị z là bằng b trừ 1 nhân q trừ 1. Thì b q là hai con số bí mật không công bố cho ai hết, tuy nhiên con n này là một con số công khai, sẽ công bố ra bên ngoài. Như vậy cái vấn đề của cái giải thuật này á, thì làm sao mà bảo vệ được b và q khi mà tích của hai số đó, tức là n này, được công bố ra bên ngoài. Nó chỉ vậy thôi. Rồi cái quá trình nó tạo khóa như thế nào? Thì chọn một cái con số e, những e nhỏ hơn n, sao cho giữa e và z là không có ước số chung, hay nói nôm na là ước số chung lớn nhất của nó là một. Tiếng Việt mình có thể gọi là e và z là hai số nguyên tố cùng nhau. Rồi người ta chọn một số d, sao cho e nhân cho d trừ một thì chia hết cho z. Hay nói nôm na là nếu cho ta lấy e nhân d và lấy số dư cho z á, thì nó sẽ bằng số dư là bằng một. Như vậy chúng ta sẽ có hai cặp số, một cặp là NE và một cặp là ND. Thì một cái dùng làm cái public key và một cái dùng làm private key. Thế tại sao chúng ta có N đây? Các bạn lưu ý là vì chúng ta dùng cái tính toán là trên những con số tự nhiên. Và N là cái số, cái miền giá trị lớn nhất của con số tự nhiên trong cái phép toán này. Nếu giả sử là chúng ta nhân hai con số mà nó lớn hơn N, thì chúng ta sẽ lấy phần dư của N. Chẳng hạn E nhân nhân D này mà nó lớn hơn N chẳng hạn, thì sẽ lấy phần dư cho N. Tính tiếp. Để đảm bảo là cái chiều dài của con số là nó hữu hạn. Thì như vậy chúng ta có hai cặp chìa khóa NE và ND. Đúng không? Bây giờ mã hóa như thế nào? Thì giả sử chúng ta có thông điệp M. M thì chúng ta đối xử M như là một con số tự nhiên. Và chúng ta tính là cái cipher sẽ bằng m mũ cho e và lấy phần dư cho n. Như lúc nãy nói tụi em, những phép tính này đều nằm trong cái miền từ 0 đến n trừ 1 hết. Và để giải mã, thì m sẽ bằng là cái cipher tag này mũ d lấy phần dư cho n, nên phục hồi là m. Thì nói nôm na là công thức này đúng. Thì cái quan hệ như thế nào, thì đó là cái quan hệ bên trong toán học, nó có quan hệ như vậy. Thì các bạn có thể đọc thêm một sách để giải thích vì sao như vậy ha.
Thì đây là ví dụ, nếu chúng ta có B bằng 5, Q bằng 7, như vậy tích của B, Q là N là bằng 15, và Z là bằng B trừ 1 nhân Q trừ 1, tức là 4 nhân 6 là bằng 24. Chọn E bằng 5. Như vậy là E với Z là ước số chung lớn nhất là 1, không có cái ước số chung khác. Do đó là thỏa mãn điều kiện. Với E bằng 5 á, thì chúng ta chọn được là D bằng 29. Thì chúng ta có E nhân D trừ 1 là chia hết cho Z. Các bạn lấy mẫu máy tính bấm thử. Thì giả sử chúng ta có một cái thông điệp là 8 bit, là một con số thế này. Thì giá trị của nó là 12. 12 mũ cho E là mũ 5 đây, và tính phần dư cho N, tính phần dư 35 là bằng 17. Cái này các bạn có thể bấm thử được không? Không. Rồi giải mã thì với 17 này chúng ta mũ D lên, D là 29, và chúng ta lấy phần dư cho N 35 thì ra được 12. Thì chỗ này như có bị lỗi gì đấy, nhưng mà thực ra máy tính mình bấm không có được, nó không kiểm chứng được. Thì đấy là cái quá trình mà mã hóa và giải mã dùng RSA. Thì RSA là hiện nay là cái giao thức mà dùng phổ biến hiện nay trên internet, hầu hết là trong các giao dịch thương mại điện tử đều dùng RSA hết. Thì đây là người ta giải thích cái quá trình. Thì cái RSA nó có những cái đặc điểm mà quan trọng thế này. Tức là nôm na là chúng ta cứ mã hóa bằng một chìa khóa này thì có thể giải mã bằng một chìa khóa khác. Cái thứ tự nó cứ anh này mã hóa thì anh kia là giải mã. Chiều như thế nào cũng được hết, anh này trước anh này sau cũng được hết. Cho đó là cái cặp chìa khóa nào, cái cặp nào nó cũng dùng cái bóp cái kia được. Nôm na cái chìa khóa nào dùng bóp cái kia cũng được, chìa khóa nào dùng private key cũng được. Thì trong thực tế người ta dùng RSA như thế nào? Thì người ta tính toán, người ta thấy là cái DS này nó nhanh hơn 100 lần so với cái RSA. Ai nói nôm na là cái RSA là tính toán nó mất rất nhiều tài nguyên và chậm. Mà do vậy trong thực tế, thì ít khi người ta dùng cái RSA để mã hóa trực tiếp cái nội dung văn bản, mà người ta dùng các mã hóa khó đối xứng giống như là DES hoặc là ASA, EAS để mà mã hóa cái thông điệp, và người ta chỉ dùng cái RSA này để mà chuyển cái khóa từ bên gửi sang bên nhận. Thì cái khóa mà dùng một lần đó người ta gọi là cái session key, KS, tức là bên gửi chẳng hạn, giả sử là Alice muốn gửi cho Bob một cái thông điệp nào đấy, thì Alice tạo ra một cái session key cho cái khóa là khóa đối xứng giống như là chẳng hạn DES chẳng hạn, và dùng cái session key KS này để mà mã hóa thông điệp và gửi thông điệp đi qua cho Bob, và đồng thời là dùng cái RSA để mà mã hóa cái KS này và chuyển cái khóa chìa khóa được mã hóa đến bên bên Bob. Thì việc giải mã thì đầu tiên là phải giải mã cái khóa để phục hồi lại chìa khóa, và dùng chìa khóa này để giải mã. Làm như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian tính toán hơn, và đồng thời là tính cái bảo mật, cái tính an toàn vẫn đảm bảo được. Và cái session key này được thông thường ha, chỉ dùng một lần và hủy, như vậy không có việc mà tái sử dụng cái session key này. Thì như vậy cái tính an toàn đối với cái khóa đối xứng nó cũng sẽ cao hơn. Rồi, vừa rồi cái RSA, các bạn có thắc mắc gì không? Mọi thứ rõ ràng không? Cố gắng phản hồi ha. Thấy khá rõ ràng rồi đúng không? Nãy giờ sao thấy bạn Thương trả lời không, mấy bạn khác sẽ im lặng quá
Rồi như vậy là chúng ta vừa qua là một cái là nghệ thuật mã hóa dùng khó để xứng à, một cái là dùng cái chữ khó công khai à, cụ thể là cái RSA. Chúng ta qua cái phần authentication à, authentication thực ra nó cực kỳ quan trọng và hiện nay tụi em dùng hàng ngày. Hàng khi tụi em dùng gửi email chẳng hạn thì tụi em phải login vào tài khoản của Google à, thì quá trình login chính là quá trình authentication, tức là quá trình xác thực thì Google xem thử là mình có phải là người sở hữu tài khoản hay không. Hay là khi mà tụi em chuyển tiền qua ngân hàng chẳng hạn, dùng cái online banking à, thì luôn luôn sẽ có một cái khâu xác thực à, thì đầu tiên là username password cái phổ biến nhất à, nhưng mà chứng khoán bây giờ người ta hay dùng cái gọi là cái mã OTP đúng không à, người ta gửi một cái tin nhắn đến điện thoại có một con số ở đấy à, rồi lấy cái token đã điền vào để mà tiến hành tiếp à, thì đó là quá trình xác thực à, thì việc xác thực là để đảm bảo là cái người mình đang làm việc là ai thì trong cái ví dụ này người ta đưa ra một số bước là bước 1, bước 2, bước 3 gì đấy để mà làm à, dĩ nhiên là những bước đầu mà anh tính là gợi ý à, nó không hoạt động được, chẳng hạn như là bây giờ Alice muốn chứng minh mình với Bob à, là mình là Alice thì Alice nói tôi là Alice và Bob có tin không à, chắc chắn là không tin rồi à, thì đây là nói à, không không tin được, phải có những cái cơ chế khác để mà xác thực à. Ví dụ này chẳng hạn à, ví dụ này nói là Alex nói Alex thì Judy cũng có thể nói là Alex à, thôi một số vấn đề đơn giản này mình sẽ lướt qua cho nhanh ha. Rồi cái ví dụ đây thứ hai là mình kèm một địa chỉ IP, nhưng mà thật ra kèm địa chỉ IP thì nó cũng không nói lên được cái gì cả ha à, thì vì người khác cũng có thể dùng địa chỉ IP của Alex à, rồi kèm theo password à, thì có được cái IP rồi password nữa à, thì cách mà hiện nay chúng ta dùng cái phổ biến nhưng password đó có ổn không à, thì Trudy ha vẫn có thể là lấy cái password của Alice, ở đây là không phải lấy là kiểu là xem được bên trong mà nó cơ chế gọi là cái playback attack, tức là Alice gửi một gói tin đến Bob và trong gói tin đó nó có chứa địa chỉ IP của Alice và cái địa chỉ password của Alice à, login name chẳng hạn, thì cái gói tin này nó đi ra ngoài internet và bất kỳ ai cũng có thể bắt được gói tin đấy à, thì bên tấn công sẽ copy gói tin này à, và gửi đến tên Bob à, như vậy là cái nội dung nó không có gì thay đổi cả, cũng là IP của Alex à, password cũng của Alex và cái login name cũng của Alex à, nhưng chỉ vấn đề là bây giờ người khác gửi chứ không phải Alex gửi thôi à, hình thức tấn công này người ta gọi là cái playback attack vâng vâng à, có một số cái khác à, thì cái encrypt password nó cũng không giải quyết được vấn đề nếu mà hóa, tại vì cái playback này thì cái người tấn công không cần biết là password nó là cái gì, nó chỉ biết là tôi gửi cái message đó là xong à, thì để mà chống cái playback attack á, thì thông thường người ta gọi một cái nào à, cái nào đây gọi là cái nào, thì nó là một cái random number chỉ dùng một lần. À, thì lúc nãy là kể với tụi em là mình chuyển khoản ngân hàng người ta hay yêu cầu dùng một cái OTP chẳng hạn à, thì đó là một dạng nào nó dùng chỉ một lần thôi à, và nó có giá trị trong một khoảng thời gian ngắn à, và nếu mà hết thời gian đấy thì cái token nó không còn giá trị nữa ừ. Thì cái này quy trình này có lẽ là nếu tụi em dùng online banking là hay dùng à, hay chuyển tiền qua 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 mạng hay dùng, đầu tiên là yêu cầu là login này kia đưa ra một số thông tin khác, nhà hàng mình này nhập tài khoản nhập số ngân hàng là số thẻ này kia bao chuẩn bị thanh toán thì mình server sẽ gửi là một cái nào à, một cái nào à, thì cái nào này á, thì giống như một con số à, và mình phải nhập con số này tiếp tục à, để mà xác thực à, thì cách làm hiện nay là phổ biến như thế này, thì cái này nó chống được cái playback attack, tại vì cái số nào số R này là số ngẫu nhiên mà chỉ dùng một lần thôi à, và trong khoảng thời gian đó thôi, hết khoảng thời gian đó cái giá trị này không còn hợp lệ nữa, và nếu đã dùng rồi thì nó dùng lại nó cũng không hợp lệ.
Rồi thì đây nó cũng có một số cái à, ở đây là cái nào thay vì nó gửi đi nữa, thì nó còn có phần mã hóa cái nào này nữa à, hay gửi một cái nào mã hóa cái nào rồi bất kỳ phân vân à, thì nó có một số cái bước à, liên quan tới cái vấn đề này à, thì đây nó vẫn có cách tấn công à. Thì cái tấn công này gọi là cái man in the middle attack, lúc nãy là nó cái playback ha, còn cái này tấn công man in the middle tức là bên tấn công ở ví dụ này là 2D sẽ đứng ở chính giữa và 2D sẽ nhận mọi cái thông điệp giữa cái Alice và Bob đó. Thì khi mà Alice gửi cái thông tin đến Bob thì cái người chính giữa này sẽ nhận thông tin đó và gửi tiếp đó. Thì khi Bob gửi cái nào thì người chính giữa này sẽ nhận trước xong gửi tiếp cái nào đó. Rồi à, Alice gửi lại cái nào lại à, thì bên kia cũng gửi lại cái nào, nhưng mà lưu ý là cái key này á Judy thay thay cái key à, đây chẳng hạn Alice dùng cái chìa khóa của mình để mà mở hot thì cái khóa này là khóa private à, thì 2D sẽ dùng cái public của Alice để giải mã rồi dùng cái private của mình để mã hóa trở lại gửi đi à, thì sau này chẳng hạn gửi lại thì Bob sẽ dùng cái cộng tức là public key của 2D để gửi lại, thì 2D dùng có thể dùng cái private của mình để mà giải mã và tiếp tục à, như vậy nói nôm na là cái cặp khóa mà public key và private key ấy, là 2D sẽ thay đổi cái bộ tức là ở chính giữa đang giải mã và mã hóa trở lại à, thì cái này cái tấn công này người ta gọi là cái man in the middle attack. Thì cái tấn công này nó cũng 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 khó phát hiện à, và 2D ở chính giữa này á, là cũng nhận được tất cả mọi cái thông điệp trao đổi giữa Alice và Bob. À, thì giờ giải pháp như thế nào? Học giải pháp thế nào ha? Chắc là mình đủ thời gian để trình bày giải pháp. À, có một khái niệm gọi là chữ ký số. À, tiếng Việt mình hay gọi là chữ ký điện tử vân vân. Là electronic signature vân vân. Nhưng mà đúng cái thuật ngữ của nó là phải là chữ ký số và tiếng Anh gọi là digital signature. Thì nó gắn liền với một cái công nghệ. À, còn chữ ký mà hiện nay trong thời gian giãn cách ta hay dùng á là cứ lấy hình ảnh à, cứ lấy hình ảnh của cái chữ ký à, trên giấy scan lên rồi à, rồi gửi đi ấy, thì đó là chữ ký điện tử chứ không phải là chữ ký số à, thì xem qua cái phần này các bạn sẽ thấy được là cái vai trò chữ ký số như thế nào à, và nó hoạt động ra sao à. Thì trước khi mà nói về cái kỹ thuật à, làm cái chữ ký số như thế nào à, thì các bạn có thể lưu ý thế này, giả sử Bob là sender và Bob à, dùng chữ ký số của mình để ký một cái văn bản một cái tài liệu à, thì nó sẽ có một cái số ý nghĩa nhất định à, thứ nhất là người ta có thể chứng minh là Bob là người tạo ra cái văn bản này và chịu trách nhiệm văn bản này và không ai khác ngoài Bob có thể ký văn bản này. Hay nói đơn giản là tất cả những vấn đề mà pháp lý này cái liên quan tới văn bản đấy, Bob phải chịu trách nhiệm. Bob không thể nói là cái văn bản này không phải do tôi ký hay là ai đã ký giả, chuyện đó là không được. Như vậy là nó đảm bảo được ý thứ nhất là Bob là người ký đấy và thứ hai là không ai khác ngoài Bob ký cái văn bản đấy. À, thì đó là chữ ký số nó có ràng buộc như vậy. Thì cách làm như thế nào? À, thì cái nguyên tắc chung của chữ ký số là nó dựa trên cái public key cryptography và lưu ý là các bạn thấy là trong cái public key cryptography ấy, thì mỗi người sẽ có một cặp chìa khóa à, một cái công khai và cái riêng à, thì trong cái giải thuật mã hóa thì chúng ta dùng cái khóa công khai của người nhận để mà mình mã hóa để chỉ người nhận là người duy nhất có thể giải mã, thì trong cái chữ ký số thì người ta làm ngược lại. À, trong chữ ký số là chỉ có Bob chẳng hạn là mới sở hữu được cái chữ ký mà ký riêng của mình tức là private key của mình.
Cho nên để ký một cái văn bản nào đấy thì bóp dùng cái private key của mình mã hóa cái văn bản đấy. Và mà khi mà bóp và dùng cái private key của mình mã hóa văn bản đấy thì chỉ có cái public key của bóp mà cái đấy là ai cũng biết giải mã được văn bản đấy. Như vậy nếu mà dùng cái public key này của bóp này mà giải mã được văn bản do bóp gửi, bóp ký thì có nghĩa là bóp là người ký văn bản đấy, không ai khác ngoài bóp. Tại vì không ai khác ngoài bóp sở hữu cái private key này. À, như vậy bóp là người chịu trách nhiệm văn bản này. Còn nếu mà cái public key của bóp mà không giải mã được có nghĩa là bóp không phải là người ký. À, nó đơn giản như vậy. À, thì trong cái quy trình đánh bảng này các bạn sẽ thấy rất đơn giản là dùng cái private key của bóp này mã hóa cái nội dung thông điệp, và bên bên nhận chỉ cần là dùng cái public key để giải mã, mà nếu phục hồi được thông điệp có nghĩa là bóp ký xong. À, nhưng mà thực tế người ta có dùng như vậy không? À, thì trước khi xem thực tế như thế nào ha, thì chúng ta xem thử cái logic này. À, khi mà giả sử bóp đã ký văn bản dùng với private key của mình à, để gửi cho Alice, thì Alice có thể là xác nhận bóp là người ký văn bản M. À, không ai khác ngoài bóp ký văn bản M, và bóp ký văn bản M này chứ không phải văn bản M phẩy nào khác cả. À, thì ở đây vấn đề M M phẩy này nói chuyện vấn đề là nếu mình sửa cái văn bản M thì sẽ phát hiện ra ngay. Như vậy cái văn bản nó ngoài cái việc là bóp ký à, và mình cũng đảm bảo được là văn bản nó ngoài bóp tạo ra là không ai can thiệp văn bản đó hết. Do đó cũng không thể nói là văn bản đó là để chỉnh sửa rồi. Thì cái chuyện này, cái chữ ký số này là đảm bảo được văn bản không bị sửa. Còn nếu văn bản mà sửa thì sẽ phát hiện ra ngay. À, thì đây là cái những cái đặc điểm. À. Và những vấn đề mà kiện cáo này kia về mặt pháp luật thì nếu bóp ký là bóp chịu trách nhiệm hết chứ không có từ chối ha, không có thoái thác được không? Rồi nhưng mà thực tế như thế nào không, thực tế như thế nào à, lúc nãy cái quy trình lúc nãy này cái thông điệp này chỉ là một vài cái từ à, trong text à, thì đơn giản, nhưng giả sử cái văn bản này là một cái video à, chẳng hạn là đang nói chuyện với tụi em đây đúng không, mình ghi video hết thì cái kích cỡ nó lên tới hàng ghi à. Và nếu mà chúng ta dùng cái giải thuật mà chẳng hạn RSA chẳng hạn mà để mã hóa trên một cái văn bản cả ghi thế này à, thì cái chữ ký nó cũng sẽ ra cả ghi, tức là cái văn bản gốc nó to rồi cái chữ ký nó cũng to à, và chữ ký nó kích cỡ bằng văn bản gốc à, như vậy là chữ ký nó cộng kề. Và thứ hai mà cái giải thuật mã hóa mà chạy trên hàng ghi dữ liệu như vậy nó tốn rất nhiều tài nguyên à, như vậy vấn đề đặt ra là làm sao để giảm cái chi phí tính toán và giảm cái kích cỡ chữ ký lại à, thì nó có một cái khái niệm gọi là cái message dice dice, tiếng Việt dịch thì nó hơi khó nhưng mà có thể hiểu nôm na thế này, chúng ta có một văn bản lớn à, có thể kích cỡ là hàng ghi à, chúng ta chạy qua một cái hàm hash à, cái function đấy hàm hash thì chúng ta chạy tạo ra được một cái chuỗi chuỗi bit à, ký hiệu là HM. Thì cái chuỗi bit này kích cỡ thường là rất nhỏ, chẳng hạn nó có thể chỉ một vài chục bit hoặc là một vài trăm bit thôi, trong khi đây là hàng ghi. Như vậy cái kích cỡ nó giảm đi đáng kể à, và nếu chúng ta áp dụng chữ ký số hay gì đấy thì ta áp dụng trên cái message dice này, tức là trên cái chuỗi chuỗi này chứ thay vì áp dụng trên phần gốc à, thì để làm được chuyện này á thì cái hàm hash nó sẽ có một số cái đặc điểm nhất định à, nhất định ha. Thứ nhất là cái kết quả này giống như là cái dấu vân tay vậy, nó là kích cỡ cố định à, cái HM này kích cỡ cố định à, mặc dù quan hệ là many to one, tức là có thể có rất nhiều cái văn bản M này cho cùng một cái chuỗi HM. Tuy nhiên cái việc mà tìm ra một cái thông điệp M phẩy để mà M và M phẩy cùng cho ra HM này về mặt tính toán là gần như không thể, tức là cái xác suất tìm ra là có chứ không phải không, nhưng mà nó là vô cùng nhỏ và có thể bỏ qua à, thì đó là đặc điểm của cái hash function là vậy. Còn nếu mà những cái hash function mà không đảm bảo được những thuộc tính này có nghĩa là cái hàm hash đã chưa đủ tốt à. Đấy, thì đó là đặc điểm hash function. Như vậy có cái hash function rồi á thì chúng ta áp dụng nó vào trong tạo cái chữ ký số như thế nào à, những cái này chúng ta tập là bỏ qua ha.
Rồi, cái chữ ký số thế nào? Thì như vậy là đầu tiên người ta có một cái văn bản gốc, có thể là một cái video clip, có thể là một cái email hay là một cái file Word, nôm na là một văn bản gốc tồn tại dạng số. Người ta bỏ toàn bộ văn bản gốc này qua cái hash function, tạo ra cái chuỗi HM. HM này kích cỡ là cố định, và người ta dùng cái private key của bên gửi là người tác giả đấy mã hóa cái HM này, tạo ra chữ ký. Cái này chính là cái chữ ký số. Thì cái văn bản gốc với lại cái chữ ký này được gửi kèm nhau, nôm na giống một văn bản có chữ ký vậy. Gửi đi cho bên nhận, thì bên nhận sẽ nhận được hai cái, một cái là cái chữ ký, và một cái là văn bản. Thì đối với cái văn bản thì người ta cho qua hàm hash giống như bên gửi để tạo ra cái chuỗi HM, và đồng thời là dùng cái gia thuật mà public key để giải mã chữ ký, để tạo ra chuỗi HM khác. Và nếu so sánh hai cái này, nếu hai cái này giống nhau có nghĩa là chữ ký hợp lệ, mà nếu hai này khác nhau tức là chữ ký không hợp lệ. Thì cái quy trình này thực ra nó giống như là quá trình mà kiểm tra lỗi với checksum hay là với cái CRC thôi, nhưng mà ở đây vì nó có những đặc điểm phức tạp hơn, do người ta dùng những cái công cụ phức tạp hơn như là hàm hash, nó có những đặc điểm mà cái những cái CRC hay là những cái checksum nó không có. Thì hai cái hàm hash mà phổ biến hiện nay đang dùng là cái MD5, nó tạo ra một cái HM, là cái độ dài nó là 128 bit, hoặc là SHA-1, thì đây là cái chuẩn của Mỹ, nó tạo ra cái chuỗi là 160 bit, thì đã có một số cái chuẩn cho hàm hash như vậy. Thì các bạn nào mà hay download dữ liệu trên mạng, trên internet thì có thể cũng biết được về cái hàm này. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái quy trình lúc nãy vào cái quy trình này thì chúng ta giải quyết được vấn đề mà man in the middle, tại vì cái chìa khóa là nó đi trực tiếp từ 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 từ, từ Alice Bob, Bob Alice. Nhưng mà nó còn một vấn đề, có ít phút là nói cho các bạn luôn vấn đề. Thì giả sử bây giờ Trudy muốn ăn pizza, mà muốn bớt trả tiền cho muốn tự tự tiền, thì Trudy là một cái đơn hàng đến cái tiệm pizza, và những cái đơn hàng này mạo danh bớt, gửi đến cái nhà hàng và đặt mua một cái pizza. Rồi Trudy tạo ra một cặp khóa private key và public key, Trudy tạo ra và dùng cái private key đó để mà ký cái bản văn bản này, và đồng thời Trudy là công bố cái public key mình tạo ra đó, nói là public key đó là của Bob. Như vậy là cái chữ ký, là nó nôm na là cái cặp mà chìa khóa public và private là Trudy tạo ra hết. Nhưng vấn đề là Trudy công bố ra ngoài là đó là của Bob. Như vậy là khi mà cái tiệm pizza đó họ nhận cái thông điệp này và họ xác nhận chữ ký thì họ cần cái public key của Bob để mà xác minh. Nhưng mà cái public key của Bob thì thực ra là của Trudy tạo ra, do đó là mọi thứ là ổn hết, và Bob cuối cùng là người trả tiền, đúng không? Thì vấn đề đặt ra là làm sao mà đảm bảo được là Trudy tạo ra cái public key đấy thì sẽ biết được là đấy không phải là public key của Bob mà của ai đó, hay là của Trudy. Thì đó là vấn đề, tại vì nếu vấn đề này không giải quyết được thì cái chữ ký số nó cũng không có ý nghĩa, đúng không? Thì để giải quyết được chuyện này á thì nó cần một cái bên thứ ba, thì tiếng Anh người ta gọi là cái Certification Authority, hay gọi là viết tắt là CA. Đây là một cái tổ chức trung gian có nhiệm vụ là xác nhận, là cái public key đó là của ai. Thì thông tin cụ thể như thế này, ở đây là cái entity ha, một cái thực thể nào đấy, đã đăng ký trước với CA, và CA xác nhận là cái public key đó thuộc một cái thực thể nào đấy. Thì y sẽ cung cấp là cái ID của mình, đối với CA. Rồi CA sẽ tạo một cái chứng chỉ số, cái chứng chỉ này nó xác nhận là
cái entity y này này có cái public key là như vậy. Như vậy khi mà có cái tổ chức này tên này ha, cái tiệm pizza lúc nãy á, là muốn kiểm tra hay muốn lấy cái public key của Bob á, sẽ liên hệ với cái CA này để xem thử à, cái CA này hay là cái public key của Bob này có được CA này xác nhận hay chưa. Mà nếu mà CA này xác nhận đấy là public key của Bob thì tin tưởng được, dĩ nhiên Bob mới có thể đăng ký được, còn còn Trudy không thể mà đăng ký cái public key đó mà mạo danh Bob được. Thì đấy là cái đơn vị mà đứng ra để chứng nhận cái public key nó thuộc về ai đó. Thì nó giống như là chúng ta có cái chứng minh nhân dân à, thì cái mục tiêu của chứng minh nhân dân rất đơn giản thôi, thì để là xác nhận là cái người đấy à, có đặc điểm là tên ABC à, rồi có cái ngày tháng năm sinh à, có khuôn mặt như vậy à, có cái vân tay như vậy à, và có một số đặc điểm nhận diện như vậy, có cái số chứng minh nhân dân hay là số căn cước công dân là con số gì đấy, tức là cái chuỗi 12 số hay là cái chuỗi 9 số à, thì nếu chúng ta tưởng tượng là cái chuỗi 9 số hay chuỗi 12 số của căn cước công dân hay là số chứng minh nhân dân của mình ấy, thì giống như cái public key thì nó y như cái này, không khác gì hết. Do đó đó lý do tại sao mà khi mà đăng ký ngân hàng hay làm gì đó thì người ta hỏi các bạn là cái số chứng minh nhân dân hay số căn cước là cái gì à, thì trong trường hợp online thì người ta hỏi là cái public key của mình là cái gì. Nó tương tự như vậy. Và dĩ nhiên à, cái tờ giấy chứng minh nhân dân à, cái thẻ căn cước công dân của các bạn à, nó là một cái văn bản và nó cần có chữ ký và đóng dấu à, nếu các bạn lật mặt sau của nó ra sẽ thấy là cái đơn vị cấp là công an cấp à, và có chữ ký và đóng dấu à, thì ở trong trường hợp này cái CA cũng vậy, nó sẽ cấp một cái văn bản số à, hay là cái chứng chỉ số tiếng Anh gọi là Digital Certificate à, và nó xác nhận là một cái thực thể có đặc điểm như thế này, có cái public key là vậy à, thì bản thân nó là một cái văn bản số, do vậy nó phải có cái chữ ký số cho văn bản này à, như vậy nó sẽ ra quá trình là xác minh lại là cái CA này hợp lệ không à, thì giống như tụi em là có cái chứng minh nhân dân hay là cái thẻ căn cước công dân đúng không, làm sao biết nó giả hay là tha thật à, thì tụi em lật mặt sau ra coi thử là có cái chữ ký đó là thật hay không à, có phải do công an nó cung cấp hay không, mà nhiều khi mình nhìn bằng mắt thường không phân biệt được thì cách kiểm tra như thế nào à, chúng ta đến cái nơi cấp và đến công an chẳng hạn, hỏi thử là à, cái chứng minh nhân dân này có phải là do bên công an nó cấp hay không, và nếu mà nó không đúng thì sao đúng không à, còn nếu mà cơ quan công an mà cấp dưới mà không xác minh được thì mình đến cơ quan công an cấp trên lên à, coi thử là đây có phải là công an tỉnh này cấp hay là cái quận này cấp hay không, đúng không? Tức là mình phải đi xác minh nè. Thì đối với cái chứng chỉ số mà xác nhận cái public key của ai đấy thuộc ai đấy thì nó là một văn bản số, thì nó cũng được ký bằng một chữ ký số, mà để xác minh thì cần cái public key của cái nơi ký à, như vậy bản thân anh CA tức là cái certification authority này cũng cần phải có một cái chữ ký số, làm sao biết cái chữ ký số đó là của anh chàng này à, thì nó cũng có một cái hệ thống để mà quản lý chuyện này à. À, thì trên thực tế thì có nhiều CA chứ không phải là có một CA, và những CA này mà muốn hoạt động á, thì phải đăng ký trước à, đăng ký trước tức là phải đăng ký trước cái public key của cái CA này à, như vậy là đăng ký cho ai à, thì nó có một cái gọi là cái root CA tức là cái cơ quan mà cao cấp nhất, và nơi đó họ quản lý hết tất cả những cái CA này à, và họ cấp chứng chỉ cho những cái chàng này à, những cái CA này. Thì giống như thằng ở Việt Nam mình, nếu mà muốn kiểm tra cái chứng minh nhân dân này có hợp lệ hay không à, thì cơ quan cao nhất mà liên quan tới việc này là Bộ Công an à, Công an tỉnh không được thì lên Bộ Công an à, và Bộ Công an sẽ xác nhận là cái tỉnh này, Công an tỉnh này có tồn tại hay không, có hợp lệ hay không, vân vân à, thì lên đấy. Thì trong cái hệ thống mà Certification Authority cũng vậy à, nó có một cái tổ chức gọi là cao cấp nhất họ, họ quản lý chuyện này, mà nếu mà không tin cái tổ chức nữa thôi à, không làm được gì hết à. Thì đấy là cái liên quan chữ ký số. Rồi, vừa rồi giải thích ra tụi em là cái chữ ký số à, nó mới đúng nghĩa là cái chữ ký ha. Còn chữ ký mà các bạn thấy cái hình chữ ký của mình hay hình chữ ký của ai scan rồi bỏ lên cái file Word, file PDF chẳng hạn,
À, thì những cái đấy là dùng tạm thời thôi, cho nó không có giá trị pháp lý gì cả. À, còn cái chữ ký số mà mình vừa trình bày như vừa rồi á, nó mới có giá trị pháp lý. À, và nếu các bạn mà dùng web browser mà gõ vào địa chỉ mà có chữ HTTPS, HTTP không thì không có, nhưng có HTTPS 2.// gì đấy thì có nghĩa là nó đang áp dụng cái chữ ký số trong đấy. À, rồi. À, thì bài hôm nay chỉ đến đây thôi. À, các bạn có thắc mắc gì không? Rồi, nếu không có thắc mắc gì, chúng ta dừng ở đây ha.